kiểm soát và hiểu đúng các kiểu chê trên mạng. Có khi nào anh em bàn bạc xong hết với vợ con rồi, chuẩn bị đi đặt cọc. Bỗng dưng hôm nay, đọc được có một thằng rời uh, ơi đất hỡi nào nó comment chê thậm tệ mẫu xe mà anh em sắp đi đặt cọc. Anh em có thấy hoang mang không? Video này thì tôi muốn anh em hiểu đúng và hiểu rõ về các cái kiểu chê online. Cùng nhau phân tích các kiểu chê xe nhé có 6 thành phần chê cho cái cấu trúc này Đầu tiên là nghe đồn rồi chê á rua Thứ hai là do thù ghét Thứ ba là thành phần chỉ xem rồi chưa bao giờ cầm vô lăng cũng lao vào chê Người mới trải nghiệm một vài lần rồi chê Thứ năm chủ sở hữu chê Thứ sáu là các reviewer về xe chê tôi sẽ cùng anh em phân tích và đánh giá về các mức độ tin tưởng của những cái lời chê trên mạng này trong thành phần này thì anh em nghĩ đội nào là đông đảo nhất nghe đồn rồi chê trong cuộc sống này thì không chỉ riêng về xe đâu có rất nhiều người chỉ nghe loáng thoáng ở đâu đó rồi chê sản phẩm của người ta thấp tệ trong sản xuất kinh doanh thì nó có xác suất lỗi nếu mà nghe loáng thoáng ở đâu chê ấy, thì có thể cái chê đó là có thật nhưng mà nếu 1.000 người mua mà chỉ có hai ba người chê ấy, mà anh em lại dựa vào đó để chê sản phẩm của người ta ấy, thì đây là lỗi quy trục thì một cái mức độ tin tưởng của cái này tôi đánh giá chỉ 1 trên 10 Thứ hai là do thù ghét Yêu hãng xe này và ghét hãng xe kia Thì là điều rất bình thường Nhưng mà các lời chê mà nó dồn quá nhiều cảm xúc vào ấy, Thì nó lại thành không công tâm Nếu mà đáng chê 2, chê 3 Nhưng mà ghét chê thành 10 Thì theo anh em những cái này có tin tưởng được không? Tiếp đến cái trường hợp 3 Nếu anh em dạo qua các phần comment ấy, Thì rất hay gặp những cái lời cà cá khịa nhau Đủ tiền mua xe chưa mà vào chê Rồi đang đi quay mà vào phán như thánh Khen chê là quyền của mỗi người Tôi không phán xét gì cái điều này Nhưng mà những cái lời chê không đúng Hay chưa có cảm nhận gì về xe cũng lao vào chê ấy. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn xe của người khác Và cũng đồng thời ảnh hưởng đến miếng cơm của người khác Thì tôi sẽ phải lên tiếng Và phải nêu ra để cho anh em đang mua xe mà gặp vào cái trường hợp này ấy, Thì còn biết để đánh giá mức độ tin tưởng Độ tin tưởng ở đây với tôi là 1 trên 10 Trường hợp thứ tư Trải nghiệm một vài lần rồi chê Nếu mà chỉ trải nghiệm một vài lần mà đánh giá được ấy, thì các cái thương hiệu quốc dân như Volkswagen, Toyota, Honda, hay Ford thì nó bị thay thế hết bởi những cái tên đến từ Trung Quốc. Có muôn vàn kiểu chê như đồ toàn nhựa này, tôn vỏ mỏng, thiết kế xấu này. Những cái thương hiệu lớn ý, mục tiêu của người ta là làm sao mà cái xe mà người ta mua về càng đi lâu, người ta càng trở nên yêu và thích cái xe đó. Còn những cái thương hiệu mới mà muốn giành giật khách hàng ấy thì bắt buộc phải đầu tư vào thị giác, nhìn vào phải và thích ngay và nhiều option nhìn bề ngoài phải bóng loáng như vậy nếu chỉ nhìn về bề ngoài rồi lên xe chạy vài vòng rồi chê thì theo anh em nó nói lên được khoảng bao nhiêu phần trăm gặp vào cái trường hợp này thì anh em hãy xem nó chỉ là ý kiến của một cá nhân nó không nói lên gì nhiều trường hợp thứ năm là chủ sở hữu chê có lẽ cái trường hợp này là cái trường hợp đáng tin nhất từ đầu đến giờ độ tin tưởng với tôi là 5 trên 10 tại sao chỉ có 5 trên 10 còn phải xem trình độ người chê nữa. chê một mẫu xe cũng rất khó đấy ok trường hợp cuối cùng trường hợp này hơi nhạy cảm các reviewer về xe chê những reviewer xe chuyên nghiệp ý người ta rất ít khi nói những từ nặng lời về những mẫu xe mới hay là những mẫu xe đang có trên thị trường nhưng nếu mà họ chê thì anh em đánh giá sao về mức độ tin tưởng tôi thì tôi sẽ không cho điểm cái mục này vì thực ra là anh em reviewer xe rất nhiều độ tin cậy của mỗi người là khác nhau nhưng mà tôi có cái câu này mà muốn chia sẻ với anh em ý nếu mà có tin ai thì cũng đừng tin quá anh em xem cả chục video trên mạng đọc cả nghìn comment tranh cãi nhau cũng không đáng giá bằng 20 hay 30 phút anh em ngồi trên xe và cầm vô lăng. Những cái lời khen chê đó nó làm anh em hoang mang. Nhưng mà tôi cũng chỉ giúp được anh em từng này thôi. Còn lại anh em sẽ phải tự nhận định lại trong từng trường hợp. Chốt lại câu cuối này. Anh em mua xe thì nên đặt cái tôi lớn vào. Tôi thích vậy. Tôi chỉ cần có vậy. Được chưa? Chê đi. Ok. Chào anh em nhé.